Chúa Giêsu, cho con dõi theo gương mẹ. Mẹ Teresa CALCUTTA, mẹ cúi xuống trên người hấp hối, mẹ đỡ nâng ai bị bỏ rơi, vì mẹ nhận ra phẩm giá con người. Teresa CALCUTTA, mẹ Teresa CALCUTTA, mẹ là ánh sáng của Chúa Giêsu, mẹ là ánh sáng của Chúa Giêsu, cho con dõi theo gương mẹ. Mẹ Teresa CALCUTTA, mẹ thấy rõ người cô đơn, mẹ thiết tha hai người xót xa, phận nghèo gạt ra ở chốn đô thị, con rước đưa về ở chung với mẹ. Sống với tha nhân, lòng luôn ân cần.